kính lạy Mau và Nương đã cho con từ thánh tâm Chúa Giêsu như nguồn mạnh thương xót chúng con. Con xin tin thác nơi Ngài, con xin tin thác nơi Ngài. Tin của Chúa ngọt ngào hơn mật ong. Tin thác Chúa vui hơn thái dương. Con xin tin thác trọn vẹn nơi Ngài, con luôn trong Chúa Giêsu như nguồn mạnh thương xót chúng con xin tin thác nơi Ngài, con xin tin thác nơi Ngài. Ngài và Chúa nguồn mạnh hơn bình an, cha tôi con dốc lòng chưa tái và nhờ ơn Chúa.
Giờ đây cha chủ sự sẽ song ương tượng lòng Chúa thương xót. Xin ca đoàn hát tôn vinh lòng Chúa thương xót. Thank you.
Trước khi dâng lễ, xin mời đại diện các đơn vị chúng ta xuống phía cuối để chúng ta cùng cha chủ tế. Và trong thánh lễ hôm nay, cha sẽ dâng ý lễ theo ý tất cả tập đoàn. Đại dương hồng vân xuống các linh hồn đến gần nguồn mạch lòng thương xót của ta. Hơn ai hết, mỗi người chúng ta dù sống trong quần đảo cũng đều cần đến lòng thương xót của Chúa. Chỉ có Chúa mới mang lại một bình an đích thực, và chỉ có Chúa mới là thỏa mãn khát vọng của chúng ta. Xưa Chúa vì thương xót Tôma và các môn đệ, nên người đã hiện đến an ủi, nâng đỡ đức tin và ban bình an cho các ông. Ngày nay, cũng vì thương xót chúng ta, người đã mặc khải màu nhiệm tình thương đó qua thánh thư quốc tin na. Người muốn tất cả nhân loại hãy nhận ra và tính thác cuộc đời mình cho lòng thương xót của Chúa. Mừng đại lễ kính lòng Chúa thương xót hôm nay, chúng ta không chỉ dừng lại ở việc tưởng nhớ lại những ân huệ cao vời mà Thiên Chúa đã thi ân cho nhân loại, nhưng là thực thi theo những gì Chúa dạy qua thánh thư quốc tin na, đó là thỉnh cầu lòng thương xót Chúa, thực hành lòng thương xót Chúa và tín thác vào lòng thương xót Chúa. Chúa muốn chúng ta tìm đến gặp gỡ người qua việc cầu nguyện, sám hối tội lỗi mình, thỉnh cầu người ngoại thương đến chúng ta và toàn thế giới như lời Chúa phán: không một linh hồn nào kêu đến lòng thương xót của ta mà phải thất vọng bao giờ. Ước gì khi mừng kính lòng thương xót Chúa hôm nay, mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết tín tác hơn vào lòng từ bi Chúa, để từ đó trở nên những nhân chứng sống động về lòng thương xót Chúa cho con người trong thế giới hôm nay. Với tất cả lòng tín thác vào lòng Chúa thương xót, giờ đây xin kính mời cộng đoàn đứng hướng. Thank you.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn công hiệp của Chúa Thánh Thần cùng tất cả anh chị em. Với niềm tin tưởng và lòng thương xót của Chúa nơi mầu nhiệm phục sinh của Đức Giêsu Kitô, trong thánh lễ này con xin quý công đoàn cùng với con cầu nguyện cho quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chức quý ân nhân, quý tín hữu của giáo xứ Thánh Tâm chúng ta hết thảy mà nay đã qua đời. Chúng ta xin trao dâng các ngài vào trong bàn tay đầy lòng thương xót của Thiên Chúa. Xin Chúa ban cho các ngài được hưởng lòng thương xót của Chúa, hưởng ơn tha thứ để các ngài được cùng phục sinh với Chúa và hưởng hạnh phúc nước trời. Chúng ta cũng cùng với các gia đình dâng lễ cầu nguyện cho linh hồn Maria nhân ngày giỗ, cầu nguyện cho linh hồn Anton và linh hồn Maria. Cũng trong thánh lễ này, chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho chính mỗi người chúng ta, để chúng ta luôn luôn biết đối xử với nhau bằng một sự tử tế, bằng một tấm lòng quảng đại, bằng một tấm lòng của những con người tin vào Đức Giêsu Kitô phục sinh, và nhất là chúng ta đối xử với nhau bằng tấm lòng của Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Bây giờ đây chúng ta hãy thật lòng mà lắng sống với tội lỗi của mình và khẩn nài Chúa Kitô phục sinh ban cho chúng ta ơn tha thứ tội lỗi, để chúng ta có thể cảm nhận được lòng Chúa thương xót trong chính thánh lễ này khi chúng ta ý thức mình là tội nhân. Tôi thú nhận Thank you.
dân tàu hàng năm Chúa dùng ngọn lửa cuộc sinh để khơi lại niềm tin trong lòng dân thánh. Cuối xin Chúa gia tăng ân sủng để chúng con hiểu rằng chính Chúa Kitô đã thanh tẩy chúng con bằng phép rửa, đã tái sinh chúng con bằng thánh thần và cứu chuộc chúng con bằng lòng thánh. Người là Thiên Chúa hàng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Nhờ niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, các vị sẵn sàng góp công góp của coi mọi sự làm của Chúa. Đó là nội dung quảng sách sau đây. Bài trích sách công vụ công đồ. Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo mà chỉ có một lòng một ý, không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ mọi sự đều là của chung. Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các tông đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại, và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông rồi vào ân sủng. Trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có một đất nhà cửa đều bán đi lấy tiền đem đặt dưới chân các tông đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Đó là trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dù còn phải
những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng đồng hồ, vàng là của phụ vân mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế khi Đức Giêsu Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó trở thành lời phép lực và đem lại vinh quang danh dự. Tuy không thấy người, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được gặp mặt mà lòng vẫn kính trọng. Vì vậy anh em được đem chứa một niềm vui không tả, rực rỡ vinh quang bởi đã nhận được thành quả của đức tin là ơn cứu độ con người. Đó là lời Chúa. Bởi vì trong cuộc thương khó, các môn đề bỏ trốn hết.
Phêrô thì chối Chúa, nên các con người bảo rằng là nhiều khi các con mới sợ. Nhưng Chúa Giêsu đọc lại với Giêsu, Chúa Giêsu lôi ra bảo Phêrô, lúc ta bị đau khổ, ta bị thương khó, con chối đã ba lần bây giờ tính tội nhé. Hay là này bảo do nhà quê ngươi với mẹ ngươi xin ta ngồi cho hai anh em ngươi, một người bên ta một người bên nước. Vậy mà lúc ta bảo là phải hỗ trợ đất được, dạ con cũng được, mà bây giờ đến lúc Chúa Giêsu chịu thương khó thì lại trốn biệt biệt. Con người giải thích vậy mà không sợ là Chúa Giêsu phục sinh sống lại, tính sổ với ông, tính tội với ông. Tôi chỉ nói là những cách giải thích mà không có căn cứ. Nhưng mà hôm nay con đọc bài tin mừng này, con thấy có một điều rất là lạ, là ở chỗ Chúa Giêsu phục sinh đến gặp gỡ các tông đồ mà trên mình vẫn còn đầy những thương tích, thương tích từ cuộc khổ nạn mà Ngài nhận chịu, yêu thương chúng ta. Tại sao vậy? Lẽ ra chúng ta phải thấy rằng Chúa Giêsu phục sinh là một Thiên Chúa vượt lên trên không gian thời gian, vượt ra ngoài thể lý của con người, vượt ra ngoài cái phẩm chất, vượt cái giới hạn của con người. Vậy mà tại sao sau khi Ngài phục sinh rồi, trên thân xác của Ngài vẫn còn đó những vết thương từ cuộc khổ nạn? Có người bảo rằng phải thôi, nếu Chúa Giêsu phục sinh hiện ra là một đấng uy nghi sáng láng, cực tốt cực lành, thì có thể các tông đồ không nhận ra. Bởi vì các tông đồ thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh, mà bây giờ một người nào đó hoàn toàn xa lạ hiện ra, chứ không phải là Chúa Giêsu. Điều đó cũng có lý. Nhưng mà con nhìn thấy một điều này, đó là Chúa Giêsu vì yêu thương chúng ta nên đã chấp nhận mọi khổ hình vì chúng ta trong cuộc khổ nạn của Ngài. Và bây giờ Ngài đã phục sinh rồi, Ngài vẫn tiếp tục đồng cam cộng khổ nỗi đau với kiếp người của chúng ta. Ngài vẫn đau nỗi đau của những người. Ngài vẫn mang vào trong mình phục sinh của Ngài nỗi đau mà con cái của Ngài, nhân loại mà Ngài đã cứu độ vẫn phải gánh chịu. Và cái dấu thương tích trên con người phục sinh của Chúa Giêsu lại trở thành dấu chỉ để chúng ta nhận ra nhau, để dấu chỉ để Chúa Giêsu và các tông đồ nhận ra nhau. Như vậy ý nghĩa thứ hai, từ những vết thương, từ những vết thương trên thân thể phục sinh của Chúa Giêsu cho chúng ta bài học thứ hai, đó là Chúa Giêsu phục sinh vẫn tiếp tục đau khổ vì chúng ta. Ngài tiếp tục đau khổ vì chúng ta khi nhân loại này vẫn lòng trai giả đã không tin vào Ngài. Và điều thứ ba, con suy niệm con thấy những vết thương nơi thân thể một điều của Chúa Kitô phục sinh, đó là Ngài thắng hóa nỗi đau của nhân loại, nỗi khổ của nhân loại chúng ta, và Ngài đưa nỗi đau, nỗi khổ, nỗi bất hạnh ấy vào trong vinh quang nước trời. Bởi vì họ đang sau khi Chúa Giêsu phục sinh từ cõi chết, Ngài đã trở về với Chúa Cha để hưởng vinh quang nước trời, và khi đi vào cõi vinh quang ấy, Ngài cũng mang luôn theo những nỗi đau, những nỗi khổ, những nỗi bất hạnh, những thương tích mà Ngài phải chịu vì chúng ta trong cuộc khổ hình. Vậy hôm nay chúng ta suy nghĩ về một niềm thương khó của Chúa trong mùa phục sinh, để chúng ta thấy được rằng chính Chúa Giêsu đã chấp nhận đau khổ, chính Chúa Giêsu đã chấp nhận cái chết để thắng hóa đau khổ và những bất hạnh của một người chúng ta. Còn biết có những anh chị em đến với Chúa Giêsu, đến với lòng thương xót, những anh chị em bệnh nhân nhưng không được khỏi bệnh, con biết. Và cũng đã có người nhắn lòng nói với con rằng, con nghe nơi này, nơi đó, người nọ, người kia bảo rằng, cứ đến với đấng với lòng thương xót của Chúa thì sẽ được ơn chữa lành. Con nghĩ đúng, đã có những người được chữa lành, nhưng cũng có những người Chúa mời gọi họ chia sẻ nỗi đau khổ, nỗi bất hạnh, nỗi bệnh tật cùng với Chúa Giêsu để cảm thông, để đồng cảm, để chia sẻ, và để qua đó Chúa tiếp tục gánh lấy những nỗi đau, những nỗi khổ, những nỗi bất hạnh
và Chúa sẽ đem những đau khổ ấy vào trong thân xác phục sinh của Ngài để thánh hóa và nhất là để đem lại phần ích thiêng liêng cho các bệnh nhân cũng cho những người mà các bệnh nhân trong những đau khổ ấy để cầu nguyện cho các bệnh nhân cũng như cho những người tội lỗi hay cho bất cứ một ai đó. Và một chi tiết thứ hai nữa trong bài văn hôm nay đó là cái sự cứng lòng của ông Thomas. Con thấy lòng thương xót của Thiên Chúa đưa thể hiện nơi sự kiên nhẫn với loài người cứng cỏi của chúng ta, vô tâm vô tình vô cảm, lòng chai giả đá của mọi người chúng ta. Vậy hôm nay khi chúng ta mừng mầu nhiệm Chúa, khi chúng ta suy niệm về những đau khổ Chúa phải chịu và chúng ta thấy được hình ảnh của một đấng phục sinh vẫn còn lưu lại trên thân xác phục sinh của Ngài những dấu chứng của niềm đau khổ, những dấu chứng của sự dữ, những dấu chứng của sự ác, những dấu chứng của sự vô tâm ác tâm mà con người đã thực hiện trên thân thể của Chúa Giêsu, để chúng ta luôn luôn tin rằng cuộc đời này vẫn còn đó những nỗi đau, cuộc đời này không thiếu những bất hạnh, cuộc đời này cũng vẫn còn rất nhiều những điều làm cho chúng ta lao đao khốn đốn trong cuộc sống thường ngày cũng như trong cuộc sống đức tin của mỗi người chúng ta. Nhưng nếu chúng ta dám nhìn vào đấng Kitô phục sinh với những thương tích trên thân thể như vậy, còn tin chắc chắn rằng chúng ta sẽ được nâng đỡ rất nhiều trong đức tin, trong ý chí cũng như trong sự kiên trì để chúng ta đón nhận tất cả những đau khổ, những bất hạnh, những vui buồn trong cuộc sống hiện tại, và nhất là chúng ta sống với những niềm đau khổ, với những bất hạnh ấy trong niềm hy vọng rằng Chúa sẽ thánh hóa nỗi đau khổ, nỗi bất hạnh của mỗi người chúng ta. Và sau này khi thân xác của chúng ta được phục sinh sống để sống với Chúa thì những đau khổ ấy, những bất hạnh ấy cũng như những nỗi đau thể lý cũng như tinh thần sẽ là những chiều thiên vinh quang mà Chúa dành sẵn cho chúng ta trên quê hương nước trời. Nếu ngày hôm nay chúng ta biết kết hiệp những đau khổ, những bất hạnh ấy vào một niềm cần nạn của Chúa để chúng ta cũng sẽ được cùng phục sinh với người. Amen. Con mời cộng đoàn đứng để chúng ta cùng xin được tin. Tôi tin kinh mộ Thiên Chúa là Cha toàn năng. Thank you.
đoàn phục vụ được thân mến, Đức Kitô phục sinh vẫn tiếp tục mang trên thân xác phục sinh của Ngài những nỗi đau, những nỗi bất hạnh, những dấu chứng của sự ác, sự dữ trên thân thể của Ngài để đồng chia cộng khổ với chúng ta những nỗi đau, những nỗi bất hạnh trong cuộc sống hiện tại. Tin tưởng rằng Chúa luôn luôn đồng hành và chia sẻ những nỗi đau khổ của chúng ta trong cuộc sống. Ước nhìn lên Chúa đấng phục sinh, chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Một người ấy được an, xin cho các linh mục ca thêm sâu xa lòng thương xót Chúa dành cho mình, để giúp mọi người nghe biết tình thương vô biên của Chúa qua bi tinh hòa giải và qua đời sống nhân hậu hàng ngày. Xin Chúa xin cho các nhà anh ta thế nơi biết nhìn nhận phẩm giá thiêng liêng của con người, để hết lòng bảo vệ sự sống, nỗ lực cố vũ và xây đắp nền văn minh tình thương trong cộng đồng nhân loại. Xin Chúa nhận lời chúng con. Tôi không phải chết nhưng tôi sẽ sống. Thank you.
Lạy Thiên Chúa là đấng yêu thương nhân loại, Chúa thật là đấng thánh và phải được tôn vinh. Chúa luôn hiện diện với chúng con trên đường đời. Con Chúa thật là đấng đáng chúng tôi đang hiện diện giữa chúng con. Khi chúng con được tình yêu của người quy tụ, người giải thích sách thánh và bẻ bánh cho chúng con như xưa người đã làm cho các môn đệ. Vì vậy, lạy Cha rất nhân từ, chúng con ngài xin Cha sai thánh thần của Cha đi thánh hóa những lễ vật này là bánh và rượu để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Hôm trước ngày chịu khổ hình trong đêm ăn bữa tiệc xong hết, người cầm lấy bánh nhân lời chúc tụng bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nổ vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén nhân lời tạ ơn và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là hầu nghĩa đứng tin. Lạy Chúa, chúng con đang diện Chúa chiều trên và tiên dựng Chúa sau này cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Cha chi thánh khi tưởng nhớ Đức Kitô con Cha là đấng cứu độ chúng con mà Cha đã đưa người con của khổ nạn và đại chiến trên thập giá đến vinh quang phục sinh và đặt người gửi bên hữu Cha. Chúng con loan báo công trình yêu thương của Cha cho tới khi người đến, và chúng con tin dâng Cha bánh sự sống và chén phúc lành. Xin Cha nói nhìn hiến lễ của hội thánh Cha. Trong hiến lễ này, chúng con dâng hiến lễ vượt qua của Đức Kitô đã được trao lại cho chúng con, và xin ban cho chúng con nhờ sức mạnh thánh thần tình yêu của Cha bây giờ và cho đến muôn đời được về vào số các chi thể của con Cha đấng mà chúng con được thông phần mình và máu của người. Vậy lời Chúa, chúng con được mời gọi đến bàn điều của Chúa, xin củng cố chúng con trong sự hiệp nhất để cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Đức Giáo Mục Gioan chúng con cùng tất cả các giáo mục linh mục phó tế và toàn thể dân Chúa khi vững lòng tin cậy và theo những nẻo đường của Chúa, chúng con có thể gieo rắc vào trần gian này sự tin tưởng và niềm hoan lạc. Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con là quý cha quý tu sĩ nam nữ, quý chức quý ân nhân, quý tín hữu của cộng đoàn nhân Chúa giáo xứ Thánh Tâm mà nay đã an nghỉ trong Đức Kitô, đặc biệt là các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và các bậc thánh tổ chúng con cùng tất cả mọi người quá cố mà chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ. Xin Chúa tiếp nhận họ vào người đánh sáng tôn giáo Chúa và ban cho họ đi sống lại được sống viên mãn. Xin Chúa cũng ban cho chúng con sau cuộc lữ hành trần thế được vào chỗ ở vĩnh viễn, nơi chúng con sẽ được sống mãi với Chúa cùng với Đức Thánh Trinh Tử Maria Mẹ Thiên Chúa, với Thánh Giuse, các Thánh Tông Đồ và các Thánh Tử Đạo. Cùng nghiệp công với toàn thể các thánh, chúng con sẽ ca ngợi và tán yêu Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng, lệnh Chúa cứ thế và theo về nước người dạy chúng ta ta nguyện rằng: Thank you.
Lạy Chúa, xin ơn chúng con bài mọi sự giữ xin ban cơ cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn thoát mọi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi nhiễm loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng và hạnh phúc và ngày tương lai của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Anh chị em của